Thưa quý vị, Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu là tác giả vĩ đại của công trình nghiên cứu kinh điển Nikaya được chuyển sang Việt ngữ từ tiếng Pali. Hòa Thượng cũng là người đã dẫn lối cho thế hệ kế thừa có cơ hội được tiếp cận với triết lý giác ngộ của Đức Thế Tôn được các bậc thánh tăng ghi chép lại từ thời nguyên sơ của Phật giáo. Trong chương trình đọc lại tạp chí văn hóa kỳ này, mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Lời dạy của Đức Phật về khổ đau và hạnh phúc tác giả Cố trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu qua giọng đọc của Đại Đức Thích Trí Huệ. Lời dạy của Đức Phật về khổ đau và hạnh phúc. Hòa thượng Thích Minh Châu. Đến hôm nay trên thế giới đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ lòng tham không đáy của con người đang dẫn thế giới loài người đến các hiểm họa khó lường. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa tìm thấy giải pháp nào khả dĩ để chế ngự và khắc phục. Giữa lúc con người đang vui mừng về thành quả văn minh vượt trội của mình nhưng cũng đang bối rối lo lắng về hậu quả không sáng suốt của nền văn minh ấy và cố tìm cách khắc phục thì những lời của đức phật dạy hiện rõ như kim chỉ nam cho con người và cuộc đời để vượt qua mọi khổ đau khủng hoảng vui thay chúng ta sống không tham giữa cuộc đời đầy tham vui thay chúng ta sống không sân giữa cuộc đời đầy sân vui thay chúng ta sống không mê lầm giữa cuộc đời đầy mê lầm nhân ngày đầu xuân ất dậu chúng tôi xin dẫn đại ý ba câu kinh pháp cú sau đây vừa như lời cầu chúc đầu năm chúng tôi gửi đến quý phật tử vừa hy vọng mọi người sẽ nhận ra những lời dạy hết sức giản dị nhưng vô cùng thâm thúy của bậc đạo sư nói về nếp sống hạnh phúc an lạc thật sự giữa cuộc đời ba câu pháp cứu trên đây là lời khuyên của đức phật dành cho tất cả chúng ta một lời khuyên đúng hơn một lời cổ vũ động viên mọi người từ bỏ tham sân si để được hạnh phúc an lạc lời khuyên này cũng xác chứng rất rõ quan điểm của đức phật về hạnh phúc ở đời nghĩa là một nếp sống xa lìa tham sân si đức phật đến với cuộc đời không gì khác ngoài việc chỉ bài cho con người một nếp sống hạnh phúc an lạc những lời dạy của ngài thật giản dị nhưng lại hết sức thiết thực và sâu sắc đối với cuộc sống con người. Bởi ngài không dạy gì ngoài sự khổ và phương pháp diệt khổ. Chúng ta có thể nói rằng bao lâu con người còn lo lắng, còn ưu tư phiền muộn khổ đau bởi đã mang lấy nghiệp vào thân, như Nguyễn Du đã nói, lời dạy của Đức Phật sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm giúp con người thoát khỏi nghiệp chướng đau khổ ấy. Cuộc sống như chúng ta thấy ngày nay đang biểu lộ tất cả những gì gọi là đẹp đẽ nhất văn minh nhất của lịch sử loài người nhưng chính trong cuộc sống được xem là đẹp đẽ văn minh ấy chúng ta cũng chứng kiến không ít các thảm cảnh đau lòng và những biểu hiện đáng lo ngại tình trạng suy giảm đạo đức và bạo động gia tăng đáng kể trong xã hội hiện đại chiến tranh khủng bố diễn tiến không dứt giữa các quốc gia và các khối chủ nghĩa thiên tai lũ lụt động đất xảy ra hầu như khắp nơi trên thế giới có quá nhiều sự kiện bất ổn xảy ra trên thế giới khiến con người cảm thấy hình như bất lực trước số phận đau thương của chính mình ngày nay con người được bảo hộ và trang bị mọi thứ kiến thức cũng như nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại nhưng cảm giác bất an vẫn canh cánh trong lòng đời sống vật chất của con người ngày càng sung mãn, nhưng tâm lý thì đầy lo âu sầu muộn, thật là một nghịch lý. Trước hiện trạng vừa mừng vừa lo ấy, Đạo Phật có chia sẻ được gì cho con người và cuộc đời? Nói khác đi, những lời dạy của Đức Phật có giúp con người thoát khỏi thực trạng đầy lo lắng khổ đau đang diễn ra mỗi lúc, mọi nơi trên cuộc đời mà con người là tác nhân và trách nhiệm lớn về mọi thứ. Tìm ra câu trả lời cho vấn đề này tức là hiểu được đạo phật hiểu được mục đích của đạo phật hiểu được giá trị thiết thực của đạo phật đối với cuộc sống bởi đức phật ra đời vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh và ngài thuyết pháp là nhằm giải thoát đau khổ cho cuộc đời chúng ta lần lượt tìm xem câu trả lời của đức phật cho vấn đề này trước hết đức phật xác nhận rất rõ về con người và vai trò của con người ở trên đời ngài dạy người là chủ nhân của nghiệp là kẻ thừa tự của nghiệp nghiệp ở đây là hành động của chủ ý con người là chủ nhân của nghiệp nghĩa là con người làm chủ tất cả các hành vi của mình là kẻ thừa tự của nghiệp tức là người phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình như vậy đức phật quan niệm con người là sinh vật hành động và ngài đánh giá cao hành động của con người xem hành động là yếu tố quyết định vận mệnh của con người nói khác đi con người phải chịu trách nhiệm về số phận của chính mình số phận ấy tốt hay xấu đều tùy thuộc vào nghiệp hay hành động của con người ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo tác nếu con người nói năng hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì đau khổ sẽ kéo theo sau giống như chiếc xe lăn theo vết chân con bò kéo nếu với ý trong sạch mà nói năng hay hành động thì an lạc, sẽ bước theo sau, giống như bóng không rời hình. Ý ô nhiễm ở đây tức là một tâm tư đổ đầy tham sân si là lời nói hay hành động xuất phát từ một tâm đầy tham sân si như vậy. Tức sẽ dẫn đến bất hạnh đau khổ. Ý trong sạch, tức một tâm tư không có tham sân si là lời nói hay việc làm bắt nguồn từ một tâm không tham sân si thì sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc. Đến đây ta có thể nêu thắc mắc. Vậy tham, sân, si là gì? Mà một ý nghĩa, một lời nói hay hành động đổ đầy tham, sân, si lại dẫn đến đau khổ. Trong khi một ý nghĩ, một lời nói hay hành động không có tham, sân, si thì đưa đến an lạc. Tham là một hiện tượng tâm lý xuất hiện khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý gặp phải các đối tượng thích hợp, hấp dẫn, mà biểu hiện là sự khao khát thích chiếm hữu hay muốn ôm ấp nắm giữ sân là một hiện tượng tâm lý phát sinh khi con người không đạt được điều mình mong muốn hay gặp phải các đối tượng không thích hợp không bằng lòng mà biểu hiện là sự giận dữ bất mãn hay phản ứng gay gắt si cũng là một hiện tượng buộc tâm lý hiện diện bởi sự mê mờ thiếu giác tỉnh tâm dao động thiếu cân nhắc mà biểu hiện là sự u mê, không sáng suốt, cố chấp, không cởi mở. Như vậy, từ những định nghĩa khái quát về tham, sân, si, vừa nêu, chúng ta có thể hiểu lý do vì sao khi ba độc tố này dính vào người nào thì những việc làm hay hành động của người ấy sẽ dẫn đến khổ đau. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các biểu hiện bất thiện của tham, sân, si và những biểu hiện hiền thiện của vô tham, vô sân, vô si đưa đến an lạc. Người có tham, thưa hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khổ u thuộc về tâm. Khi tham được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ u thuộc về tâm. Người có tham, thuyền giả bị tham chinh phục, tâm bị mất tự chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, khi tham được đoạn tận, thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. Người có tham, thuyền giả bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, không như thật rõ biết lợi mình, không như thật rõ biết lợi người, không như thật rõ biết lợi cả hai, khi tham được đoạn tận, như thật rõ biết lại mình, như thật rõ biết lại người, như thật rõ biết lại cả hai. Tham thư hiền giả là thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, làm đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổng não, không đưa đến niết bàn. Người có sân, thư hiền giả, bị sân chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai. Cảm giác khổ u thuộc về tâm khi sân được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ u thuộc về tâm. người có sân thưa hiền giả bị sân chinh phục, tâm bị mất tự chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. khi sân được đoạn tận, thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. người có sân thưa hiền giả bị sân chinh phục, tâm mất tự chủ không như thật rõ biết lại mình, không như thật rõ biết lại người, không như thật rõ biết lại cả hai. Khi sân được đoạn tận, như thật biết rõ lại mình, như thật rõ biết lại người, như thật rõ biết lại cả hai. Sân, thuyền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến niết bàn. Người có si, thuyền giả, bị si chinh phục, tâm mất tự chủ nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai. Cảm giác khổ u thuộc về tâm. Khi si được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai. Không cảm giác khổ u thuộc về tâm. Người có si, thưa hiền giả, bị si chinh phục, tâm bị mất tự chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi si được đoạn tận, thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác người có si thưa hiền giả bị si chinh phục tâm mất tự chủ không như thật rõ biết lại mình không như thật rõ biết lại người không như thật rõ biết lại cả hai khi si được đoạn tận như thật rõ biết lại mình như thật rõ biết lại người như thật rõ biết lại cả hai si thưa hiền giả làm thành mù làm thành không mắt làm thành không trí đoạn diệt trí tuệ dư phần vào tổn não không đưa đến Niết Bàn. Thấy sự nguy hại này của tham, thưa hiền giả, chúng tôi tiên thiết đoạn tầng tham. Thấy sự nguy hại này của sân, thưa hiền giả, chúng tôi tiên thiết đoạn tầng sân. Thấy sự nguy hại của si, thưa hiền giả, chúng tôi tiên thiết đoạn tầng si. Như vậy câu trả lời của Đức Phật cho vấn đề khổ đau và hạnh phúc đã rõ ràng. Tham, sân, si, chi phối mà con người nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai. Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, không như thật rõ biết lợi mình, lợi người, lợi cả hai, tham, sân, si khiến con người trở thành mù lòa, có mắt mà như mù, tâm tư rối loạn, không còn sáng suốt, dự phần vào phiền não khổ đau, không hướng đến an lạc niết bàn. Nói cách khác, tham, sân, si là căn bản của bất thiện, là gốc rễ của khổ đau, do tham, sân, si mà con người làm đủ mọi thứ xấu xa gây khổ đau cho chính mình và tạo khổ đau cho cuộc đời. Tham, sân, si là gốc của khổ đau. Thế nên tham, sân, si không còn, được diệt trừ thì khổ đau sẽ chấm dứt. Nói khác đi, hạnh phúc xuất hiện tham, sân, si vắng mặt. Nhưng làm thế nào dứt trừ tham, sân, si? Câu hỏi thật căn bản nhưng hết sức tế nhị, bởi tham, sân, si là gốc rễ của khổ đau, nhưng việc đoạn trừ chúng thì không dễ. Gia chủ Mahanama từng nêu thắc mắc này với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, đã lâu rồi, con đã hiểu như thế này lời Phật dạy của Thế Tôn. Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, si là cấu uế của tâm. Tuy vậy, đôi lúc các tham pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các sân pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các si pháp chiếm cứ tâm con và an trú. Bạch Đức Thế Tôn, con tự suy nghĩ, pháp nào tự trong ta hay đoạn trừ được? Do vậy, tham pháp xâm nhập tâm ta và an trú, các sân pháp thâm nhập tâm ta và an trú, các si pháp thâm nhập tâm ta và an trú. Sau đây là câu trả lời của Đức Phật cho gia chủ Mahanama. Này, Mahanama, có một pháp trong ông chưa được đoạn trừ, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm ông và an trú, các sân pháp xâm nhập tâm ông và an trú. Các si pháp thâm nhập tâm ông và an trú. Này, Mahanama, pháp ấy trong ông có thể đoạn trừ được. Nếu ông không sống trong gia đình, nếu ông không chịu thụ hưởng các dục vọng, lời dạy của Đức Phật cho gia chủ Mahanama ngụ ý rằng sở dĩ tham sân si khó đoạn trừ là do con người quá thiên nặng thụ hưởng các dục, không thấy vị ngọt sự nguy hiểm và sự sức ly của các dục nói khác đi càng ham muốn thỏa mãn các dục lạc nghĩa là sắc đẹp tiếng hay hương thơm vị ngon cảm xúc im dịu của các danh vọng khác thì tham sân si càng tăng trưởng rất khó diệt trừ vì vậy để diệt trừ tham sân si gốc rễ của khổ đau thì mọi người cần phải hạn chế lòng tham cần phải tìm ra cách thức lội trừ tham dục theo Đức Phật, có hai cách để chế ngự và loại bỏ tham dục. Cũng đồng nghĩa với loại bỏ tham sân si, hướng đến chấm dứt khổ đau. Cách thứ nhất là nhận thức vị ngọt, sự nguy hiểm và sự sức ly của tham dục. Thứ hai là thực hành thiền định. Nói cách khác, muốn chế ngự và loại bỏ tham dục, con người cần phải tu thiền định và phát triển trí tuệ. Thiền định trong Phật giáo bao hàm cả chỉ, Samatha và quán Vipassana nghĩa là có cả định Samadhi và tuệ Panya. Do đó, khi nói đến hành thiền, thì cũng có nghĩa là vừa tu thiền định, vừa phát triển trí tuệ. Thiền là một phương pháp điều tâm, giúp tâm được an trú, không tán loạn, được tịnh chỉ, nhất tâm, hướng đến phát triển trí tuệ. Thấy rõ pháp sanh diệt, dứt trừ phiền não, tham, sân, si, theo Buddha thiền có nghĩa là lựa chọn một đối tượng rồi thiền tư trên đối tượng ấy khiến cho có khả năng đốt cháy thiêu hủy các pháp đối nghịch tức các triền cái và các kiết sử phiền não như vậy thiền có chức năng cột chặt tâm vào một chỗ khiến cho tâm tịnh chỉ không chạy nhảy tán loạn cũng theo định nghĩa trên thì thiền có khả năng đốt cháy thiêu hủy các pháp tham sân hung trầm thị miên trảo hối nghi thân kiến giới cấm thủ tham sân sắc ái vô sắc ái mạng trạo cử vô minh mà nói gọn là tham sân si như vậy thiền vừa có chức năng làm tịnh chỉ tâm trí vừa có công năng làm sạch tâm trí nghĩa là dọn sạch tham sân si ở trong tâm thức đây là pháp môn tu tập vừa nâng cao tâm hồn con người khiến cuộc sống được trong sáng thanh cao vừa giải thoát con người khỏi mọi đam mê dục vọng cùng với mọi ám ảnh và hành vi bất thiện bởi tham sân si chúng ta đã đề cập tham sân si là gốc rễ của khổ đau do tham sân si ám ảnh mà con người rơi vào những ý nghĩ lời nói hay việc làm sai quấy gây đau khổ cho tự thân và cuộc đời chúng ta cũng nói đến tham dục là pháp chướng ngại khiến tham sân si không ngừng sanh khởi và tăng trưởng rất khó diệt trừ. Sau cùng, chúng ta đã xem xét phương pháp giúp hạn chế và loại trừ tham dục, khiến tham, sân, si không còn cơ hội sanh khởi, được diệt trừ hướng đến chấm dứt khổ đau. Tất cả điều này được nêu đầy đủ và chi tiết trong giáo pháp của Đức Phật và đang chờ chúng ta thực hành. Bởi có thực hành lời Phật dạy, chúng ta mới chế ngự được tham dục, diệt trừ được tham, sân, si, chấm dứt khổ đau có thực hành pháp môn của ngài chúng ta mới đạt được hạnh phúc an lạc mới thấy hết giá trị lời đức phật dạy cuộc sống hiện đại có nhiều tiến bộ đáng mừng nhưng cũng báo hiệu những triệu chứng đầy lo ngại sự giàu có vật chất đi đôi với tình trạng sụt giảm đạo đức và bạo động gia tăng tiến bộ kỹ thuật hiện đại gắn liền với tình trạng chiến tranh và khủng bố lan rộng sự hưởng thụ xa xỉ của con người đi đôi với tình trạng thế giới thiên nhiên thay đổi nhanh chóng, dẫn đến các hiểm họa thiên tai, hạn hán, lũ lụt, động đất xảy ra liên tục ở nhiều nơi. Tất cả là hậu quả của sự tăng trưởng các độc tố tham sân si ở trong con người và mỗi người mà nền văn minh hiện đại chưa có giải pháp khắc phục. Đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ lòng tham không đáy của con người đang dẫn thế giới loài người đến các hiểm họa khó lường. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa tìm ra giải pháp nào khả dĩ để chế ngự và khắc phục. Giữa lúc con người đang vui mừng về thành quả văn minh vượt trội của mình, nhưng cũng đang bối rối lo lắng về hậu quả không sáng của nền văn minh ấy và cố tìm cách khắc phục thì những lời dạy của Đức Phật hiện rõ như kim chỉ nam cho con người và cuộc đời để vượt qua mọi khổ đau khủng hoảng. Ý thức rõ tham sân si là gốc rễ của mọi khủng hoảng khổ đau người phật tử chúng ta sống nếp sống thoát ly tham sân si tức vừa xây dựng hạnh phúc an lạc cho chính mình vừa góp phần tạo hạnh phúc an lạc cho cuộc đời chúng ta không cho rằng chỉ có con người chúng ta theo là tuyệt đối đúng đắn nhưng chúng ta có quyền tin tưởng và vui mừng về nếp sống ly tham ly sân ly si của chính mình bởi đó chính là con đường mà bậc đạo sư đã chỉ cho chúng ta và bởi thông qua nếp sống ấy chúng ta hưởng được hạnh phúc an lạc chúng ta không tự mãn về nếp sống ấy nhưng có thể tin tưởng mà nói rằng bớt tham một chút bớt khổ cho đời bớt sân một chút bớt khổ cho đời bớt mê một chút bớt khổ cho đời người con phật chúng ta hãy quan hệ với nếp sống nỗ lực ly tham ly sân ly si của chính mình và cùng nhắc nhở nhau nỗ lực nhiều hơn nữa để sống trọn với lời khuyên đầy từ tâm của bậc đạo sư vui thay chúng ta sống không tham giữa cuộc đời đầy tham vui thay chúng ta sống không sân giữa cuộc đời đầy sân vui thay chúng ta sống không tranh chấp giữa cuộc đời đầy tranh chấp quý vị thân mến trong chuyến du hành lịch sử của cuộc đời mình Nơi đầu tiên, Cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu đặt chân đến đó là đất nước Thích Lan vào năm 1952. Ngày học tiếng Pali tại Đại học Siba Cambridge, thành phố Kandy và học tiếng Anh tại Đại học Colombo. Hòa Thượng Thích Minh Châu đã được Trường Đại học Thích Lan tặng bằng Pháp Sư Satyam Karya vào năm 1955. Sau đó, ngày trở về Việt Nam, sáng lập nên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình, Ngài chuyên tâm chăm lo về sự nghiệp giáo dục, tập trung vào việc nghiên cứu dịch thuật kinh điển và để lại cho đời. Một công trình nghiên cứu vĩ đại đóng góp to lớn vào tam tạng thánh điện Phật giáo Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đọc lại tạp chí Văn hóa Phật giáo được phát sóng vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều bài viết hay của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong thời gian tới. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.